Dạ con kính bạch sư, dạ đối với một Phật tử tại gia như con, khi đến chùa gặp được các sư trong lòng con rất cung kính và hoan hỷ. Dạ cho con hỏi cách mà Phật tử tại gia nam hoặc nữ khi tiếp xúc với các vị sư cho phải đạo, không làm ảnh hưởng đến sự tu tập của các vị, và cũng không vì thế Phật tử như con không phạm đến lỗi làm ảnh hưởng đến phước hoặc bị sa đọa. Phạm lỗi mà không biết mình phạm luôn cho là đúng thì quả là sự đáng tiếc. Khi tiếp xúc nói chuyện với các sư Phật tử có nên tâm sự đời tư của mình cho các vị nghe không? Và như thế có nên không thưa sư? Và những câu hỏi trên nhằm vào sự trao đổi, trao dồi trên con đường học đạo, mong sư chỉ dẫn thêm. Thưa với quý vị, tùy vào mỗi thời điểm mà sư có cái suy tư nó không có giống nhau. Cái thời điểm hiện tại thì sư suy tư như thế này: Đức Thế Tôn là một người ưa thích sự yên tĩnh, mà những vị Bà La Môn khi mà đến gặp Đức Thế Tôn đều dặn nhau: Đức Thế Tôn giống như một con sư tử ưa thích sự yên tĩnh, thế cho nên hãy trước khi mà đến dặn, thế cho nên khi đến thì hãy nhẹ nhàng im lặng, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của Đức Thế Tôn. Khi đến hương thức của Ngài hãy gõ 3 tiếng và đứng đó chờ. Thì đó là cái cách cư xử. Rồi trong một lần, có những người cư sĩ đến thăm viếng Đức Thế Tôn, mà họ đi đến một cách rất là ồn ào. Thì Thế Tôn biết, Ngài biết mà Ngài vẫn hỏi. Có nhiều khi Ngài biết mà Ngài không hỏi. Ngài hỏi không phải vì Ngài không biết, mà Ngài hỏi vì đó là một lý do để Ngài thuyết pháp hoặc là Ngài tuyên bố một cái điều học. Thế Tôn hỏi Ngài Ananda: cái chuyện gì vậy? Cái chuyện gì mà ồn ào vậy, như hàng tôm hàng cá vậy? Thì Ngài Ananda mới nói là: bạch Thế Tôn, thì có những người cư sĩ đến để thăm viếng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói: hãy để họ đi về, đi ra ngoài, để họ tự hào với những cái của họ đi. Ở đây Thế Tôn không có gặp, Như Lai không có gặp. Để họ đi về mà tự hào với những cái mà họ có đi. Thì cái dạo thời gian gần đây phải nói là sư ưa thích sự yên tĩnh, bởi vì nó rất là phiền. Có những cái phải nói là nếu như không có thân quen thì mặc dù mình biết số cũng được có gọi. Thậm chí là biết cái Facebook của sư, cái Messenger của sư, cái Zalo của sư cũng làm ơn làm phước đừng có gọi. Gọi nó làm phiền. Mà bởi vì sư ưa thích sự yên tĩnh. Bởi vì sao? Bởi vì dạo thời gian gần đây sư nghiên cứu cái bản dịch chú giải, cái chỗ dịch thuật họ đưa cái bản thô cho sư. Sư phải ngồi đó, sư biên tập lại. Có những cái chỗ mà chỗ khó đó, sư nghiên cứu, đang nghiên cứu ngon lành. Nó có một cái gì đó, nói chung là có một cái ý mà nó còn rất là mịt mờ nha, còn rất là mịt mờ. Sư ráng, sư nắm bắt, gần nắm bắt được rồi. Điện thoại gọi. Gọi làm gì? Sư ơi, có Phật tử kiếm. Sư nói bây giờ sư không có tiếp nha, bây giờ sư không có tiếp, để đẩy hết tất cả các cuộc hẹn qua ngày hôm sau. Vậy đó mà một ngày hôm đó gọi sư 3-4 lần, tìm sư 3-4 lần. Sư không hiểu cái ngày đó là ngày gì, giống như là mình vì pháp thì pháp nó thử mình, mình vì thiên hạ thì thiên hạ thử mình hay sao. Mà tới hồi mà sư đi ra ngoài, sư hỏi coi có chuyện gì không, họ nói: dạ con xin quy y.
Ui chu cha ơi, không lẽ bây giờ tôi chửi? Xin quy y thì xin ông sư nào cũng được, mắc cái giống ôn gì mà phải xin ông sư hạnh tuệ. À, mà trong khi đó là tôi đóng cửa, không lẽ mai mốt là phải để cái bản đừng làm phiền ở đằng trước, tại vì suy nghĩ là để cái bản đừng làm phiền nó kỳ khôi lắm đó. Mà suy nghĩ là cái bản đừng làm phiền nó phải để ngay cổng kìa, chứ không phải để ngay cửa đâu, là để mọi người biết đi vào á, im lặng, giữ im lặng. Mà khi mà sư ngồi, sư tiếp khách ở chỗ phòng khách đó, sư nghe những cái âm thanh mà họ bật cái điện thoại, mà họ bật loa ngoài, mà phải chỉ họ bật, họ nói chuyện cái gì mình không nói, họ bật ba cái YouTube tầm bậy tầm bạ, bật ba cái TikTok tầm bậy tầm bạ họ bật lên, thì mình cũng thông cảm họ không có tu. Nhưng mà quý vị phải biết là nếu như vào thời Đức Phật thì Đức Phật tống cổ ra ngoài nha. Thì dạo thời gian gần đây sư rất là ưa thích sự yên tĩnh và sư rất cần sự yên tĩnh, cho nên là cái này nó trở thành một cái suy tư thường trực đối với sư. Tức là khi quý vị đi đến chùa đó nha, làm ơn làm phước, đi nhẹ nói khẽ, và nếu không cần thiết thì đừng phát ra tiếng động nào. Nếu như quý vị đi đến thăm một nhà sư tu hành đàng hoàng, còn một ông sư cà chớn, ổng lo ngồi, ổng gác chân, ổng coi cải lương, ổng coi YouTube thì cái đó sư không nói. Nhưng mà nếu quý vị muốn gặp một người tu cho nó đàng hoàng thì mình phải tế nhị. Nếu cần thiết thì nhắn tin. Ngày hôm nay cũng y chang như vậy đó. Tôi đang tập trung mà họ cứ gọi, trong khi đó mình không thân, không quen, không gì hết trơn nha. Gọi nó không phải lúc nó rất là làm phiền. Mà tại vì sao sư không để chế độ im lặng? Là bởi vì có những công việc mà nó sư đang chờ, cho nên là sư không có để chế độ im lặng. À, cho nên là nhớ giùm, chùa là nơi yên tĩnh. Mình đến chùa mình gây ồn ào, chẳng những mình phá hoại cái sự trong lành, cái không khí trong lành của một ngôi chùa, mà mình còn làm ảnh hưởng đến những vị cần tĩnh tu. Thì đây vốn dĩ là một cái nghiệp mình phải cẩn trọng nha. Rồi khi tiếp xúc á, thì mình cũng nên giữ ý giữ tứ, chứ tránh cái trường hợp như vậy nè. Gần chùa thì gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành thì gọi Phật bằng em. Tức là mới vào chùa thì mình khép nép lắm, mình ý tứ lắm. Mà ở chùa lâu năm rồi đó là bắt đầu là cà chớn. Bắt đầu là coi như gần chùa gọi Phật bằng anh mà. Thì mình bắt đầu là mình không có còn kính nể ai, mình coi ông sư như là cái người ngang hàng với mình. Rồi mình cà rỡn, mình chọc ghẹo. Hôm bữa sư đi ngang qua, có một cái anh ngồi kế bên, anh nói một câu mà sư hết hồn. Nó sư rớt tiền rồi sư. Mà ảnh là cái người mà gọi là quen ở trong chùa nha. Sư quay lại sư nhìn ảnh, anh nói dạ không, con giỡn với ông sư cái bên. Sư lắc đầu, sư đi vô. Thì cái kiểu như vậy đó là mình tạo nghiệp. Mình bị cái nghiệp gì? Bị cái nghiệp là mình khinh mạng, mình mất đi sự cung kính đáng lẽ phải có. Mà cái đó nha, cái đó quý vị đừng có coi thường nha. Cái đó nó gieo cái nghiệp làm nô lệ đó. Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ cái chuyến đi vừa rồi, nói về các cái giai cấp của Ấn Độ á, để cho quý vị thấy khi mà mình mất đi sự cung kính đối với một vị sư á, là mình có những cái thứ gì. Và sẵn xin Đại Đức Tuệ Tường bổ sung thêm những cái ý quan trọng khác. Dạ, xin mời Đại Đức. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì những gì á, nghĩa là những gì về ý chính á, của cái câu hỏi này,
Thì hầu như Đức Hạnh Tuệ cũng đã giải đáp cho vị rõ rồi. Ở đây thì sư xin kể về những cái khía cạnh mà về gọi là nhân quả, thưa vị. Khi mà mình lỡ, tại vì ở đây có đề cập đến cái vị này hỏi nè, là và cũng không vì thế Phật tử như con không phạm đến lỗi làm ảnh hưởng đến phước đức hoặc bị đọa. Đó, phạm lỗi mà không biết mình phạm lỗi luôn mình cho là đúng. Thì trước khi sư kể cho quý vị nghe về cái vấn đề nhân quả thì chưa có lời khuyên ha. Lời khuyên là cái vị mà họ gửi câu hỏi nè thì nên nghiên cứu cái tác phẩm gọi là Cư Sĩ Giới Pháp. Mình lên Google mình đánh vô Cư Sĩ Giới Pháp của ngài Tỳ Khưu Giác Giới. À, khi mình có nghiên cứu về cái quyển mà Cư Sĩ Giới Pháp rồi đó, nghiên cứu kỹ nha, đọc kỹ, đọc chậm rãi, đọc cái tư duy, thì mình sẽ tự hiểu, mình tiếp xúc với quý sư hay là mình đi đến chùa đó, mình biết cái điều gì nên làm và gì không nên làm. Và đặc biệt đó là cái câu hỏi trước đó mà sư cũng có nhấn mạnh về bốn cái lợi ích về tỉnh giác mà khi mình tu thiền đó, thì khi mình nếu mà mình có hành thiền thì mình có được bốn cái lợi ích tỉnh giác đó, thì giúp mình tránh khỏi những cái điều mà mình sợ là sẽ phạm lỗi hoặc là sạm lỗi mà không biết. Quý vị thì vừa rồi cái chuyến đi mà hành hương của sư ở Ấn Độ, chưa được thấy những cái gọi là những cái viễn cảnh ở Ấn Độ, mà đôi khi á, mà bản thân sư đây nè đọc trong kinh điển, mình trong kinh điển đó thì Đức Thế Tôn người cũng có nói à thời Ấn Độ á, thì nó có bốn giai cấp, giai cấp Bà La Môn, tức cấp Bà La Môn á, đầu tiên là cấp Bà La Môn nè, và cái tầng lớp mà gọi là trí thức á, nghĩa là làm là vua chúa này, kia. Thứ hai là giai cấp mà chiến binh, là gọi cấp Sắc Đế Lỵ đó. Thì cấp thứ ba là giai cấp mà gọi là thương buôn, danh nhân rồi đó, mình thương buôn là gọi danh nhân mình bây giờ đó. Cấp thứ tư là gọi là giai cấp mà Thủ Đà La, là cấp hạ tiện đó. Thì nếu mà tính thời Đức Phật mô tả thì bốn giai cấp, nhưng mà thực trạng của Ấn Độ bây giờ thưa vị, nó có thêm một cái giai cấp nữa gọi là giai cấp Dalit. Là cái giai cấp này nè, được bốn cái giai cấp á, kia coi cái giai cấp mà thứ năm này nè, không phải là con người thưa vị, không phải là con người. Đó. Nói chung là không có quan tâm, không có cái đếm xỉa gì cấp này, giai cấp này giống như nằm bên ngoài lề xã hội. Thì sư kể cho vị nghe có sự phân biệt giai cấp rất là gì như vậy nè, nó sâu sắc như vậy nè, giống như trên một chiếc xe 45 chỗ sư đi, chiếc xe 45 chỗ quý vị hiểu không, thì cái người tài xế đó với cái người lơ xe đó là nó có một cái vách ngang ngang, vách ngang 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 ngang, thì những người mà những hành khách đó mà ngồi á, ngồi ở trong này là được hưởng máy lạnh, còn khi mà còn mà hai người, một người tài xế và hai người lái xe thì không có được hưởng máy lạnh, thưa vị. Có cái một cái cửa ngang ngang, do vì sao, do vì á là cái giai cấp mà lái xe này nọ lơ xe, thưa vị, họ xem là giai cấp mà hạ tiện, cho nên không có được xứng đáng được cái đó. Mà thậm chí đến khách sạn cũng vậy nữa, là cái những cái người mà lơ xe với người tài xế xe là khi phải tranh thủ á, khi mà đưa hành khách tới là phải tranh thủ á, là nấu ăn ở bên ngoài khách sạn, thưa vị, không có được vô khách sạn nha, nấu ăn bên ngoài khách sạn rồi ngủ trên xe, chứ cũng không được ngủ ở trong khuôn viên khách sạn luôn. Mà sư có hỏi á, là nói hỏi có lạnh không thì nói là rất là lạnh, và thậm chí có một cái tình tiết là như vậy, thưa vị, để quý vị biết á, là nếu mình lỡ lỡ làm những cái nghiệp mà bất thiện á, mình không biết á, mình sinh vô những cái, đặc biệt sinh vô đến nước Ấn Độ đi, mà sinh vô những giai cấp như vậy nó rất là thống khổ, là do gì, do mình thiếu cái phước mà vô ý, gọi là vô ý đó, mình thiếu phước pháp cung kính phục vụ, hay là mình vô lễ. Nó giống như trường hợp mà giỡn như một vị sư mà Đức Hạnh Tuệ kể đó. Đó thì có một tình tiết như vậy để sư kể cho quý vị, là trên cái đoàn xe sư đi đó, thì xe đi là xe của sư là số 2, xe của một vị sư kia là xe số 1. Thì cái xe số 1 này là khi mà ba xe kia đến thánh tích rồi, xe số 1 này mới mới tới rất là lâu, thế chế tới trễ khoảng 2 tiếng rồi đó, thì mới hỏi sự việc sao. Thì cái vị sư trên xe số 1 mới kể là xe đang chạy thì có một chiếc xe hơi, nó chạy ngang cúp đầu này nè, có nghĩa là sai hoàn toàn. Thì khi cúp đầu gì đó, nó chạy xe
đó, nó vẹt qua vẹt gì đó thì hai xe mới ngừng lại. Rồi trên xe bước xuống là một người phụ nữ, thưa quý vị, nói chung mặc đồ rất là sang trọng. Thì khi mà bước xuống như vậy đó, cái người tài xế, thưa quý vị, thấy cái người phụ nữ đó qua cái hình dáng đó là cái mặt anh này là nhúng tái mét rồi. Thì khi mà vừa xuống đó, người phụ nữ mà móc móc điện thoại gọi liên tục, thì cũng qua cũng nói chuyện qua nói chuyện lại vậy đó. Thì khoảng 2 tiếng sau cảnh sát giao thông mới lại, quý vị tin không, cảnh sát giao thông mới lại xử lý đó, là cái ông tài xế này nè là phải đền cho cái người phụ nữ đó là theo cái lời bị sư đã cãi là tương đương khoảng 10 triệu tiền Việt Nam mình đó là mới được cho đi, mặc dù cái người đó là sao hoàn toàn, cái người phụ nữ đó là sao hoàn toàn, nhưng mà tại sao lại lại được sự ưu đãi, đối xử ưu đãi gì, thưa là do cái người phụ nữ đó là giai cấp xét đế lỵ, thưa quý vị, nghĩa là giai cấp mà giống như cao quý đó, thuộc giai cấp cao quý đó. Cho nên là những cái vấn đề mà sư kể ở đây cho quý vị biết đó, là mình phải cố gắng mình tránh xa những, giống như Đức Phật nói gì, không làm các việc ác, thành tựu các hạnh lành, tâm mỹ giữ trong sạch, đó chính là chư Phật dạy. Nếu mà mình là người cận sư nam cận sư nữ, mình trân quý những lời Phật dạy thì mình hãy cố gắng học và hành theo. À, ví dụ quý sư quý vị hỏi quý sư cái vấn đề này, quý sư nó quá dài đi, nó quá nhiều vấn đề đi, thì quý sư cung cấp cho tài liệu quý vị, thì quý vị hãy cố gắng học và hành theo. Đó, mục đích để chi? Để cho mình được sự an lạc trong hiện tại và an lạc trong tương lai. Còn nếu mà mình nghe mà mình thờ ơ, mình không làm theo, rồi mình lỡ đó, mình thậm chí mình biết luôn đó, mà mình cứ làm theo cái bản năng mình, làm theo phiền não mình, thì lỡ xui á, mà giống như mình rơi vào những cái trường hợp đó, mình sanh vào những giai cấp hạ tiện nè, rồi mình nghèo, mình khổ, mình bệnh tật, mình hoạn nè, mình đó, mình sanh vô những cái đất nước mà nó kêu bằng là nó mình bị xem là con người, nhưng mà lại xem là không phải là con người, giống như con vật vậy đó. Có nghĩa là mình yêu cầu á, mình có cái hành động gì mà hơi sai quấy với cái tầng lớp trên thôi là họ có thể đánh đập mình, thậm chí giết mình luôn, mà cái người tầng lớp lớp cao hơn á, lúc nào cũng được bênh vực và không có bị chịu trách nhiệm với pháp luật gì. Thì cho nên là những cái tình tiết mà sư kể cho quý vị là những tình tiết mà sư trải nghiệm thực sự ở Ấn Độ. Nếu quý vị có đi, quý vị đối chiếu lại ông sư tôi có đúng không, là bên bản bây giờ có 5 cái giai cấp như vậy, nó phân hóa rất sâu sắc. Cho nên là đầu tiên mình phải ráng vun bồi thiện nghiệp, rồi sau đó đó có nguyện nguyện tùy theo nguyện của quý vị, có thể là nguyện sớm giác ngộ, hay là nguyện được tái sanh vào thời Phật và nghe Phật thuyết để giác ngộ, không phải vun bồi thiện nghiệp. Còn lỡ xui mình sinh vô những cái tầng lớp hạ tiện như vậy thì thật sự là mình mang tiếng con người, nhưng mà thật sự cũng không thua con vật, thưa quý vị, mà thậm chí cái thống khổ cũng nó cũng tự tự như địa ngục vậy đó, gọi là địa ngục trần gian. À, cũng mong là quý sư có cung cấp tài liệu quý vị, thì quý vị hãy cố gắng học theo nha. Đó là cái quyển cư, xin nhắc lại nữa là cư sĩ giới pháp của ngài Tỳ Khưu Giác Giới. Thì mình muốn biết đó là một vị cư sĩ có phận sự như thế nào đúng thế nào sai, thì mình đọc đọc quyển đó kỹ, không để mình vun bồi các thiện nghiệp. À, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Xin thưa với quý vị, có những cái quý vị gần gũi với mấy sư thì cái gì không biết thì mấy sư chỉ, cái đó nó đơn giản lắm nha. Ví dụ như là từ cái chuyện là mình dâng thực phẩm như thế nào nè, mình cần phải chuẩn bị thực phẩm như thế nào nè, mình nói chuyện với mấy sư thì ví dụ như là người nữ không có nên đi một mình nè, vân vân và vân vân, thì những thứ đó các sư sẽ dạy từ từ được. Nhưng mà cái sự cung kính nha là cái mà mình phải giữ từ giờ cho tới chết nha. Và cái thứ hai á, là cái chuyện mà mình giữ yên tĩnh, đừng có làm phiền. Tại vì á, sư biết là những cái vị mà tu hành á, thì các vị đó ngại làm phiền. Các vị đó thích sự yên tĩnh. Nhớ, mình tu làm sao đó mà mình càng tu mình ưa thích sự yên tĩnh, mình không có thích sự ồn ào, thì đó mới là tu. Đó, thì mình phải nỗ lực như thế, mình tránh tối đa cái chuyện mình làm ồn đó, để làm phiền người khác. Thì đó là những cái mà quý sư nhắn nhủ với quý vị trong cái khoảng thời gian eo hẹp như thế này ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.